chào tất cả các bạn và các anh em đồng nghiệp xa gần. Mình là Salom Gia Huy, hiện đang hoạt động ở đường D11, khu dân cư Việt Sinh, Thuận An, Bình Dương. Hôm nay mình review với mẫu tóc của anh người mẫu này để giao lưu cùng tất cả các bạn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Mong các bạn ủng hộ mình và đăng ký kênh, chia sẻ và giúp đỡ mình và bình luận để tạo điều kiện cho mình học hỏi thêm tốt hơn. Mong anh em giúp đỡ mình nhé.
like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Can I be your superhero?